Chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm mấy game AI là triệu phú bằng Android Studio. Thì ở lần trước mình hướng dẫn các bạn làm về cái phần đại khái là khi vuốt sang là sẽ có một cái phần gọi là phần mức câu hỏi, về cái mức thưởng của các câu hỏi. Thì lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái thằng cũng như là tạo ra câu hỏi này, ví dụ câu số mấy ở đây này, xong rồi là hiển thị, có thể hiển thị các đáp án, xong rồi cho người dùng chọn. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ tạo phương án. Rồi thì đầu tiên mình vào trong file Java đấy, con này mình sẽ tạo ra một cái package đi, package tên là object này. Đấy, còn vào trong cái object này mình sẽ tạo ra một cái Java class nhé. Không biết tiếng nó nhỏ quá không, như nếu tiếng hơi nhỏ các bạn để anh nghe mọi mình ra. Mình sẽ tên nó câu hỏi này, một cái class câu hỏi. Ok, thì câu hỏi bao giờ cũng thế đúng không? Câu hỏi bao giờ thứ nhất, bây giờ cũng có thứ nhất là nội dung, rồi nội dung tiếp theo nữa mình sẽ có đáp án đúng. Đáp án đúng. Đó, đúng, và có viết một cái ArrayList đi. Đáp án sai, kiểu đó là kiểu string, mình sẽ để string và đáp án sai. Ok, rồi tiếp đến thì insert, mình sẽ tạo ra cho nó cái thằng vector setter cho các cái biến này. Đó, ok. Rồi tạm thời đấy thì sau đấy thì sang bên MainActivity. Đấy, thì ở đây mình sẽ khởi tạo đây này, mình có tạo ra một cái câu hỏi đấy, mình đặt tên là câu hỏi đó, chấm phải này. Rồi thì tiếp đến thì trong thằng init nhá, sau khi tạo ra cái thằng tiền thưởng xong thì mình sẽ khởi tạo thằng câu hỏi lên. Câu hỏi này là new câu hỏi đó, chấm phải. Thì bây giờ mình sẽ tạo nội dung cho biến này. Câu hỏi này bây giờ ví dụ như kiểu câu hỏi chấm này, set nội dung, ví dụ như kiểu ai đẹp trai nhất không, ai xinh nhất này, ai xinh và ngon nhất. Thì ra cái điểm xinh và ngon này thì nó có nhiều phạm trù, mỗi người có một gu khác nhau, không có gu mặc định. Ai xinh và ngon nhất, đó, chấm lại xong. Tiếp đến nữa là mình sẽ tạo ra một cái ArrayList, đáp án sai. Đáp án sai, đấy, đúng không? Rồi tiếp đến vào đây thì đáp án sai ở đây thì quên ArrayList, sorry các bạn, thiếu rồi, thì mình thiếu cái thêm cái string nhỏ đấy, còn new này rồi. Ok, tiếp đến trước khi thêm các đám sai thì mình sẽ thêm cái đáp án đúng như thế này. Đó, xinh nhất bây giờ là ai, xinh nhất bây giờ là ai nha. Xinh nhất là ai? Con chào mình tính nhân, thực sự mình không biết ai là người xinh nhất. Còn mà ai thế? Thôi mình sẽ cho thần tượng mình vào. Đấy, Ngọc Trinh thì xinh mà. Đấy, còn đáp án sai assign.by.app thêm ai sinh nhất bao giờ, thêm ai mà người không sinh nhất, không phải là người sinh nhất. Thế có 3 đáp án sai không và 1 đáp án đúng. Ngọc Trinh khai nhá. Khổ mình sợ dính, mình sợ lại đụng chạm vai, đụng trả đáp thêm rồi. Đó. Trinh. Đó. Ok. Sau khi tạo ra một ArrayList đáp án sai xong ấy, thì sẽ gọi hàng câu hỏi của mình ra. Hỏi chấm này. Chấm xét. ArrayList đáp án sai của mình truyền vào cái ArrayList đáp án sai của mình. Ok. Đó. Thì mình sẽ copy cái phần này, Ctrl+X này. Không phải copy mà Ctrl+X. Mình sẽ viết ra một cái hàm riêng cho nó. Public void set câu hỏi. Set câu hỏi và vào trong này. Kết vào đây. Còn ở cái phần còn cái phần init thì mình chỉ khởi tạo cái câu hỏi của mình lên thôi. Đấy. Thì cái set câu hỏi này mình sẽ gọi đâu? Đương nhiên mình sẽ gọi trong hàm setup rồi. Mình gọi đầu hàm luôn này. Set câu hỏi này đó. Chấm hỏi rồi. Sau khi có câu hỏi xong nhé, nhưng mà mình muốn để hiển thị lên trên màn hình ấy, thì mình vào thêm MainActivity 2 chiếc đá. Mình set tiếp. Đầu tiên thằng này. Mình gắn trong cái ID. Đây là câu hỏi. Câu hỏi đó, tiếp đến nữa ID câu trả lời 1, câu trả lời 1 này. Đấy. Rồi mình sẽ xin phép mình copy ra, mình xuống đây câu trả lời 2, xuống tiếp nữa là câu trả lời 3, xuống tiếp đến nữa là câu trả lời 4. Rồi nó giảm. Rồi, sang bên trên câu hỏi này đây. Quay lại MainActivity này, thứ nhất mình khai báo này. TextView. Tiếp câu hỏi chấm hỏi. Tiếp đến nữa là hàng TextView câu trả lời 1. Câu trả lời 1, câu trả lời 2, câu trả lời 3, câu trả lời 4. Ôi thừa mà dấu chấm thừa dấu phải rồi. Và từ thì đầu tiên mình sẽ vào trong thằng ánh xạ. Mình vào trong hàm ánh xạ này. Các bạn Ctrl D vào này cho mình. Có 5 cái TextView không? Thì tương đương với 5 hàng TextView câu trả lời câu hỏi xong đến câu trả lời 1. Đó. Mình copy để sửa nhé. Câu trả lời 2 này, câu trả lời 3 này, câu trả lời 4 này, 1 này, 2 này, 3, 4, 2 này, 3 này, hàng cuối cùng hàng số 4. Rồi, thì bây giờ để làm thế nào, bây giờ mình muốn làm thế nào đấy để các cái class của các cái biến thức của mình ấy. Nó là random đúng không? Thì từ đó thì ở đây mình sẽ viết ra cái hàm, mình tạo ra cái hàm trước đã. Public void hiện câu hỏi, hiện câu hỏi. Ok. Rồi sau đấy vào trong này thì chắc chắn là cái thằng TextView câu hỏi thì sẽ text, chắc chắn nó sẽ vào câu hỏi chấm ghép nội dung rồi chấm ghép ghép nội dung rồi. Ok, à không, đúng rồi. Và tiếp đến nữa mình sẽ tạo ra cho một cái ArrayList cũng kiểu string, nhưng ArrayList này kiểu string là câu trả lời thôi, câu trả lời. Ok, đó là mình nhớ đấy. Chấm phẩy. Đấy. Rồi thì cái thằng alo cái câu hỏi này nó phải chứa thứ nhất là cái target, thứ nhất là cái danh sách câu trả lời sai của mình đúng không, và phải chứa cả cái thằng đáp án nữa, cái đáp án đúng nữa. Thì đây cái thằng này nữa, câu trả lời của mình đây mình sẽ paste vào đây. Mình sẽ khi mà khỏi tạo cái list câu trả lời đây này thì mình truyền ngay cho nó cái thằng câu hỏi chấm nhé. Với đáp án sai là mình cái ArrayList câu trả lời mình đã có 3 cái đáp án sai rồi, và bây giờ mình cần một cái đáp án đúng nữa đúng không? Cái đáp án đúng nữa thì đây mình sẽ gọi ArrayList câu trả lời chấm a thêm làm câu hỏi chấm get đáp án đúng. Ok chưa? Nhưng mà nếu như theo đúng cái thứ tự này không cứ hiện lên nhá, hiện lên chưa nhá, thì đây mình sẽ update cái câu trả lời 1 này chấm set text này, và thằng 2 đấy câu trả lời chấm get index truyền là gì chứ không đó, chấm d đó. Câu trả lời 2 thì mình truyền vào lấy ra thằng vị trí thứ 1, câu trả lời 3 thì mình sẽ lấy ra thằng vị trí thứ 2, câu trả lời 4 thì mình sẽ lấy ra thằng vị trí thứ 3 quên. Đó. Và cái hiện câu hỏi này thì sau khi set up câu hỏi xong thì mình sẽ gọi ra là set câu hỏi. Ok. Đó. Rồi bấm run này xem được cái gì này. Thế là mình logic thì cũng chưa đúng. Rồi mình ấn chữ bắt đầu nhá, để xem nó ra được cái gì cho mình rồi. Trắng tinh. Why you talk to me? Why? Tại sao vậy? Cái color biểu màu trắng hết rồi nào. Ít lắm phải hiện lên ra cái gì đấy chứ. Bên này cái gì? Ánh xạ cũng rồi. À đây chết sói, mình lại gọi ra làm xét câu hỏi, phải gọi là hàm hiện câu hỏi đấy. Hiện câu hỏi ok, mình làm lại nhá. Ôi cái quạt của mình nó kêu to quá không biết tiếng của mình có áp lại nó không nữa. Rồi nhấn bắt đầu này. Rồi thấy chưa? Rồi ai là người xinh và ngon nhất? Ngọc Trinh. Đấy. Rồi xong nhá. Xong đấy khi đấy xong nhá. Nhưng mà hiện tại cái đáp án đúng của mình ấy, nó thằng này đúng không? Nó thằng này nhưng nó lúc nào cũng mặc định ở cái di cư hợp cuối cùng. Đúng chưa? Đấy. Đó. Thì bây giờ mình phải thế này mình giao lưu lại cho nó. Thì cái quy tắc giao lưu ấy, cái thằng giao lưu ấy thì thực chất là nó cũng giống kiểu thằng các bạn hay nghe nhạc kiểu của MV3, MV3 thì qua là các cái bài hát nó xếp từ khi mà các bạn bấm ngẫu nhiên luôn. Thì lúc đầu cái bài vị trí ví dụ danh sách của bạn có bài 1 này, 2, 3, 4 này thì bấm ngẫu nhiên thì các bạn nó sẽ tạo lấy ra cái số ngẫu nhiên nào lấy cho các bạn, ví dụ lấy ngẫu nhiên số 4 này, còn tiếp theo các bạn lấy ngẫu nhiên bài số 2 đúng không? Nhưng mà khi tách lại nó vẫn tách lại bài số 4, nhé. Đó, thì xong tiếp theo nữa mà nó lấy ngẫu nhiên bài số 1 thì khi các bạn bắt lại thì vẫn là bài số 2 và bắt lại nó vẫn là bài số 4, chứ nó không, chứ mỗi lần bắt nó không hề lấy ra một cái số random khác cho các bạn. Ví dụ kiểu nếu như lấy ra số random khác thì bắt khác thì nó có thể là số 3 là nhớ, ví dụ đang nghe bài số 1 thì bắt lại có thể thành số 3. nhưng mà ở trong Zing M3 thì khi mà các bạn nghe xong đang nghe bài mà bách lại thì nó vẫn ra được cái bài bật ghế cũng ngẫu nhiên nhá, mà thì nó vẫn ra cái bài trước đó các bạn nghe, thì cái random mình sẽ bắt trước cái kiểu random của nó, có nghĩa mặc dù nhá, khi mà đây các bạn có danh sách 1, 2, 3, 4 này, thì khi mà các bạn random ấy, thực chất nó chỉ là sắp xếp lại này, nó sắp xếp lại các cái vị trí ở trong cái bài, trong cái list của các bạn. Thì khi ví dụ các bạn đang nghe bài số 2 này, các bạn chuyển sang sau nghe tiếp nó vẫn thấy ngẫu nhiên là bài số 4 này, nhưng khi bắt lại nó vẫn là bài số 2, bởi vì cái ArrayList nó không hề thay đổi, mà là các vị trí của nó chỉ đổi chỗ các vị trí này. Thì cái thằng ArrayList câu hỏi này mình cũng sẽ làm tương tự đấy, nên là nó thì giờ nếu mình sẽ cho một cái vòng while khai báo lên một biết tôi dùng for đi. Đầu tiên cứ tạo ra, mình sẽ tạo ra miếng random trước đã bằng new random đó, random đó. Tiếp theo là for những for i nhỏ hơn chấm là i bằng 0, chấm là i mình nhỏ hơn tầm 5 lần đi, chấm là thì i cộng. Và trong vòng for mình sẽ tiến hành mình sắp xếp lại cái ArrayList câu hỏi kia của mình bằng cách nào đơn giản thế này. Nó có nhiều cách nhưng đây mình sẽ chỉ các bạn cách những cái là đơn giản nhất đấy. Bây giờ mình gọi cái đầu tiên nữa, mình lấy ra mình tạo ra câu hỏi a bằng câu hỏi chấm net quên bằng arr câu hỏi câu trả lời chấm net index truyền vào vị trí thứ error chấm log in câu hỏi chấm size. Có cái size này ra bằng 4 đấy, thì lúc này cái biến random mình sẽ tạo ra cho các bạn các số từ 0, 1 này, 2 này và 3 đó. Nhưng mà báo lỗi size cái câu hỏi là phải string lên string đó. Rồi thì mình sẽ cắt cả đoạn này lên đấy, mình khai báo trên này int một cái biến vị trí 1 bt1 vị trí 1 nó sẽ là cái vị trí để hai cái nó đảo chỗ nhau bằng này đấy chấm sai. Và tương tự như vậy bằng vị trí 2 mình sẽ tạo ra 2, mình sẽ tìm ra 2 thằng trong cái list đấy và mình đảo chỗ với nhau. Tương tự thì cái thằng này mình sẽ dùng VT1, nó lấy ra thằng ở vị trí VT1 này. Sau đó cái a vào câu hỏi của mình này, chấm xét cái thằng ở vị trí VT1 bằng cái thằng ArrayList câu trả lời chấm xét ở vị trí VT2 đó chấm ở. Còn cái thằng ArrayList câu trả lời chấm xét ở vị trí 2 sẽ bằng thằng A đó, bởi vì thằng A nó là cái thằng câu trả lời vị trí thứ nhất. Và sau khi đảo 5 lần xong thì nó thoát. Ok, loan lại nhé để xem có được cái gì không. Ngọc Trinh trên sinh mà công minh như thế, nhưng mà cũng đáng buồn, có tất cả nhưng thiếu mình. Rồi mình bắt đầu này đấy. Rồi đấy, các bạn nhìn chưa, cái em Ngọc Trinh của mình, cái máy Ngọc Trinh của mình có phải nó đang ở đây rồi đấy. Và thứ nhất là cái thằng Ngọc Trinh mình thêm này, xong tiếp theo đấy là đến cái thằng Ngọc và đến thằng Trinh đúng không đấy, nhưng mà nó đảo chỗ hàng này đấy, rất là ngẫu nhiên nhé. Đấy, ok rồi xong. Còn nếu như các bạn muốn đảo nhiều nữa thì các bạn tăng cái số lượng nó lên thôi. Rồi ok, thì ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mức độ câu hỏi đấy. Ok rồi, mức độ của câu hỏi ấy, bởi vì mỗi câu hỏi nó sẽ có một cái mức tiền thưởng mà đó. Ok Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học trình vui vẻ.